Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua và đã rất nhiều các anh, các chị, các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay thì một buổi sáng tiếp theo thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tiếp nhận được một thông tin là một em trai ở một tỉnh rất xa thì về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và con của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết được em họ tên là gì? Dạ, em tên là Đặng Ngọc Thức. Đặng Ngọc Thức. Dạ. Thức nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm sinh năm 86, hôm nay em 37 tuổi. Ừ. Em nguyên quán ở đâu? Em về quán ở Đồng Tháp Lấp Vò. Ừ. Hôm nay em về đây nhờ anh em mình giúp Bình Dương tìm dạ. ai? Dạ, tìm vợ với con. Tìm vợ và con. Dạ. Rồi, vợ em họ tên là gì? Dạ, em tên là Bùi Thị Ngọc Hiền. Bùi Thị Ngọc Hiền. Ồ, Thức Hiền ha. Dạ. Cái tên cũng hợp đó. Rồi, còn con em tên gì? Con em tên là Đặng Ngọc Tùng. Đặng Ngọc Tùng sinh năm mấy? Sinh năm 2019. 2019. Ủa, ở 2019. Năm nay là 4 tuổi đúng không? Dạ. Vợ em sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 1997. 97, em 86. Dạ. Vợ cũng nhỏ tuổi nha. Dạ. Rồi, em cho anh hỏi này, trước đây là mình quen vợ là quen ở đâu? Cũng hay vợ em cũng sát bên nhà cắt ngang cái sông à. Rồi ấy là mai đó. Ừ. Rồi đến cưới hỏi luôn. Ừ. Mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Có luôn hả? Vậy là hai gia đình gần nhau đúng không? Cách con sông đúng không? Dạ. Ừ. Em cho anh biết là hiện nay thì vợ và con đi đâu mà em phải đi tìm? Em cũng không biết nữa, tại vì là bữa hổm về quê vợ chồng cự cãi á. Rồi về quê được đó bữa bữa năm đây về quê vợ đòi ly dị cũng nghe nghe theo ra ngoài làm rồi bắt đầu hai bên gia đình người lớn thằng nghĩ rồi vợ siêu lòng rồi vợ kêu chở lên Bình Dương á. À, để chiều nay lãnh lương em chở đi rồi cũng đi rồi vậy đó rồi hai chồng ở lại ngủ đó, cũng có còn phòng trọ đó rồi sáng lại chở vợ đi ăn sáng đi ăn sáng xong đó rồi về á rồi em nói là vợ ơi đồ dơ đâu gom đi để chồng giặt luôn vợ mới nói có nhiêu đó rồi em vô giặt đồ á là cái vợ nó vợ ấy tôi đi mua kem cho nhỏ nghe cái gì là đi đi luôn đó tiền không ra luôn em cho nhỏ này hai vợ chồng em được mấy người con rồi? Dạ được hai người con rồi. Thấp hình một xíu xíu em. Rồi hai người con ha. Dạ. Bé này là lớn hay nhỏ? Bé này bé nhỏ. À, còn bé nữa ha? Còn mấy thằng lớn thì ở nhà. Mấy tuổi rồi? Dạ 10 tuổi đang học lớp 5. Đang học lớp 5 luôn hả? À. Em cho nhỏ này lý do tại sao mà vợ em tự dưng lại đòi làm đơn đi chị? Tại lúc trước á, lúc bà còn ở dưới quê á là em hứa vợ là em không chơi bời cờ bạc nữa nhưng mà lần đó em nghỉ quẩn em đi đi đánh bài vợ mới giận hai đứa cả tháng giận cả tháng nhau gần tháng nhau á rồi bắt đầu á là vợ buồn mấy bồng con á lên Bình Dương lên mẹ vợ anh đây tầm khoảng hơn tháng sau mới lên rồi là vợ giận luôn đó gọi là em đánh bài dạ. Em hứa mấy vợ là em không chơi nữa dạ. Nhưng hôm đấy là mình gọi là vẫn chơi tiếp dạ. Từ trước em vẫn đánh bài đúng không dạ có thua nhiều không cũng ít chứ không nhiều ít là nhiều nói chung thì cũng thua như là chơi lai gai thua cũng ít không à ít là lần mấy chục triệu không cũng lần mười mấy 20 triệu gì đó mỗi 20 triệu lớn lắm đấy em dạ Em cho nhà này em đang làm công việc gì trước đây và hiện tại bây giờ hiện tại giờ thì em đang học trước lên đây thì làm công ty công nhân rồi đó sau này năm năm sau ra em chạy Grab á chạy Grab tới bắt đầu là cuối là đầu năm này nè vợ chồng em thấy làm đây không dư nữa rồi mới về quê làm cũng đi làm công ty đó đi làm xài đó vậy cũng làm đó còn vợ làm gì cũng làm công ty xài luôn á hai vợ chồng em thu nhập một tháng bao tiền nếu về quê làm là hai chồng làm đều cũng tháng cũng mười mấy triệu còn ở đây cũng vậy đó sao mình hàng tháng có đưa tiền cho vợ không thì nói chung là kinh tế vợ chồng thì đưa qua đưa lại vậy đó em làm bao nhiêu anh hỏi là trung bình một tháng là mấy triệu khoảng nói chung khoảng 7-8 triệu 8-9 triệu gì đó 8-9 triệu một tháng em đưa mày vợ mấy triệu khoảng mấy triệu tại vì em làm là làm tự do là ngày nào hay ngày nấy như đưa về đưa tiền cho vợ đi làm hoặc là mua đồ ăn vậy thôi à em có giữ bao giờ giữ tiền không có tại vì em giữ lúc nào em giữ cũng giữ 500 triệu túi để thổi thói lúc tiền đánh bài tiền đâu mà em có đánh bài đánh bài là lúc về quê em mới chơi trên này em đâu có chơi đâu về quê sao tiền đâu là có tại thì tưởng tiền đi làm để dành đó thế để dành xong đưa vợ mà có để dành chi vậy không thì hai chồng là có nhiêu là khai hết nhiêu mà tại vì cũng như mua xe rồi trả góp này kia rồi đó là hai vợ chồng nói chung dòm nhau thì cũng biết ai còn tiền không tiền là hỗ trợ nhau à dòm nhau hiểu ý như nhau đúng không như cái đại chính là chồng còn tiền là vợ còn tiền là chồng biết à từ trước em đánh bài bao nhiêu trận rồi cũng thua nhiều chưa thua cũng nhiều nhưng mà nhưng mà đánh như vậy vợ biết không biết
Vợ có phàn nàn gì không? Cũng vợ cũng buồn nè, cũng phàn nàn mà sao mình không bỏ đi? Thì lúc đó em cũng hứa với vợ em là em nghỉ chơi rồi về về đây đó không nghỉ quẩn đó bữa bữa đó Quẩn gì chắc là tưởng ăn được của người ta đúng không? Em có biết bịp không? Đánh bài biết không bịp không không? không biết hên xui không biết bịp. Ôi, hên xui thì làm gì có cửa, bây giờ nó bịp không à? Dạ Hên xui thì em chưa đủ tuổi nhá. Rồi, từ đó nếu sao em biết bịp thì em cũng chơi, nhưng mà chơi xác định nhà một thì có thể là mất tay. Dạ đó, một là ăn một thịt. Còn nếu mà em không biết bịp mà chơi 50 50 là em con đường em mất nhà mất cửa, mà mất vợ mất con, đến giờ phút này em đã mất vợ mất con rồi, đúng chưa? dạ đúng rồi. Em có thường xuyên đánh vợ không? Không, nói chung là vợ chồng em hình như là sống hơn 11 đến nay chỉ đánh có một lần rồi bắt Sao đầu đánh? thì cái đợt đó cái vụ gì em cũng quên rồi, hai chồng cũng đánh qua đánh lại là Đánh cách qua đánh đây. lại là sao? Là vợ đánh lại luôn. Dạ em đánh vợ cái, vợ em đánh lại cái chỉ có lúc cái đợt đang đang dịch đó, nó chỉ có lần đó thôi chứ. Đợt dịch là năm 21 đúng không? Dạ Vợ mình đánh vợ thì vợ đánh lại. Đánh đau không? Vợ đau không? Cũng đau mà em cũng đau nữa. Em sao đau được, con gái đánh gì, đàn bà phụ nữ đánh gì? Thì lúc đó Khều 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 mà chỉ em. có hai chồng đánh nhau nhau trận đó thôi là gì là rồi đó. Trời Tới tới ơi. giờ là mấy năm nay là đâu có khi nào mà vợ con đánh đập, chỉ có là như lời qua tiếng lại thôi, giận hờn thôi. Đến giờ phút này tại sao vợ lại quyết tâm làm đơn ly hôn vậy? Em cũng không hiểu luôn. Hôm em thua nhiều không? Không, chuyến này em chơi nhỏ nhỏ đâu có thua gì nhiêu Nhỏ đâu. nhưng mà em đi mấy ngày em về? Dạ Em đi mấy ngày mới về? chơi cái bên nhà Cái nhà vợ sang kiếm không? không, tại lúc đó vợ đang đi làm, mình thấy vợ đi làm mình chơi tới tới chiều chiều giờ là vợ đâu có biết. Thế nào mới thua? Dạ Em chơi thì trước hôm nào có được không? nói chung là cũng thua thua cũng ăn thua ít xíu mà. Ít xíu mà. Dạ Ít xíu rồi vợ mới đi. Cờ bạc là bác thằng bần, nghe chưa? Làm gì có ai cờ bạc khá ở đâu, chưa có một ông nào cờ bạc mà giàu có mà khá giả hết á, đúng chưa? Ông biết bịp cũng như ông không biết bịp, đúng chưa? Còn 50 50 thì ra đi hết nhá. Mình chịu khó làm ăn tháng vài ba triệu cũng được, từ từ một ngày nào đó nó sẽ có 100 triệu 200 triệu, từ 200 triệu lên 3 4 500 triệu. Chứ tự dưng mà em thấy của người ta vậy đâu có dễ ăn được. Hôm nay mình ăn được, ngày mai mình thua, mất công mất việc mất uy tín, đúng chưa? Bởi vì em hối hận quá mà. Hối hận chưa? Hối hận. Em có nhậu nhẹt không? Cũng ít. Nhậu say không? Thì cũng nói chung là em nhậu cũng có say không say, nhưng mà em Say về về muốn vợ không? không không có đề nào cũng vợ cho á. Ôi trời ơi. Nhiều khi em say quá vợ em còn còn nấu cháo, đút nước trà đường rồi cho em uống nữa. Vợ thương vậy mà sao lại không biết Dạ. đường? Vợ trẻ mà đúng không? Dạ. Vợ sinh năm 97 hả? Dạ. 97 năm nay có 25 26 à? 26 tuổi. Ừ. Bây giờ em xác định em kiếm được một người vợ nữa giống này không? Khó lắm đúng không? Đâu có dễ đâu. Em kiếm một người vợ trẻ mà sinh năm chín mấy như thế này ấy, là bây giờ một em phải có tiền, hai em phải có tài. Chứ tự dưng ấy thì anh nghĩ khó. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Đặc biệt là vợ em sống với em cả hàng chục năm qua có rất nhiều tình cảm rồi. Đúng chưa? Dạ đúng. Mà em không biết làm giữ. Vợ trẻ nhìn dễ thương ghê mà. Con của em vậy. Thế bây giờ vợ đi, vợ ôm con đi luôn à? Dạ. Vợ ôm con đi lâu chưa? Đi rồi Đây. mà bữa 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 6 tây đến nay. 6 tây tháng trước. Tháng này. 6 tây tháng 8, mà tháng 8 hay tháng 9? Tháng 9 này nè. 6 tây tháng 9. Dạ đi này được 4 ngày. 4 ngày. Là bắt đầu vợ xuất phát đi từ đâu? Dạ đi ở dưới quê á, lúc đó Quê ở ra địa phương ở đâu? Huyện nào? Tỉnh nào? lớp giò Đồng Tháp, Đồng Tháp. lúc lúc ra tòa đi như vậy rồi hai hai bên gia đình người lớn đang nghỉ, vợ em mới siêu lòng là quay lại cho em, rồi Dũng về nhà, bên 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 dòng họ vợ cũng nấu cơm nước này ăn rồi mới đi lên đây, lên 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 phòng trọ là vợ em ở trước đó, cái phòng trọ vẫn còn đó, rồi cũng chở vợ đi ăn uống rồi sáng lại cũng vậy nữa đó, rồi ăn xong rồi về á em mới mới vô giặt đồ là vợ bỏ đi luôn đó, nói đi mua kem cho nhỏ rồi cái Vợ nó buồn đi mua đi. kem cho thằng nhỏ. Dạ Thế em cuối cùng vợ dắt thằng nhỏ đi luôn. à vòng nhỏ không có đem gì trơn á, em Cuối mới cùng ra. kem có mà mất cả con luôn. Dạ rồi em về phần 5 phút sau mới ra, ủa nó nói ủa đi mua kem lâu lâu cũng hơi lo, mà cái em dòm lên lại trong phòng là hai cái điện thoại không còn cái nào, cho em nghĩ là giờ là vợ đi mua kem làm gì mà đem tới hai cái điện thoại theo, em nghĩ là vợ em đi rồi, em chạy ra em kiếm hoài luôn. Tại vì vợ em lúc giận em là đang ở trên trên Trảng Bom, Trảng Bàng, Tây Ninh á, Đó. em chạy lên kiếm luôn. Sao vợ đi xa vậy? Qua vợ có quen ai đó Không biết có bạn bè gì nó đi làm cho nó đó, lúc không? lúc lúc Rồi. còn giận đó. Vợ em thì trước là hai vợ chồng có sống gần nhau Sống gần nhau không chứ đâu có xa cách đâu. không? Không xa cách. Vợ em đã bao giờ đi làm sao hoặc bao giờ đi đâu mà một vài ngày mới về không? Không, hôm nào giờ không có luôn. Không có luôn. Nói chung là hai chồng em lên đây sống là chưa có, nói chung là chỉ có giận nhau là mấy 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 xa Cho nhau nhỏ thôi là mà. trước cái thời điểm ấy mà vợ quyết định ly hôn á,
Là em đánh bài ấy, là trước cái thời điểm đấy là vợ đi làm mấy ngày về một lần? Cũng đi về về mà có cái đợt mà em lên đó, bắt đầu là vợ vợ bàn giao cho con cho em hết, là vợ bỏ đi đêm đó là lúc khoảng 10 giờ, là đi mấy ngày mà cái vợ nhớ con á, năm mấy mấy đứa con khóc lên vợ mới về. Đi mấy ngày luôn? Dạ. Đi mấy ngày là đi đâu? Đi nó qua 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 bên Trảng Bàng Tây Ninh làm á, nó gì đó. Tự chân bỏ con bỏ chồng đi làm luôn. Dạ. Rồi xong luôn rồi. Rồi bắt đầu mới đăng cái mấy hình nhờ người thân nó gửi qua cái hình mấy đứa con khóc đó, cái vợ mới chịu đi quay về. Quay về nói chuyện với em. Nói chuyện với em mới cũng này nọ mà vợ không chịu sống lại, không cho em ăn nghỉ. Vợ không cho em nghỉ luôn. Dạ. Anh nói thẳng bây giờ đến giờ phút này là lỗi của cho em. Dạ. Nhưng mà vì em gây lên. Dạ. Em không lo kinh tế, em không lo làm ăn gì cả, suốt ngày chơi bời. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Đến giờ phút này là anh nói thật luôn là vợ em chắc chắn là say mưa rồi, say nắng rồi. Dạ. Vợ em tự dưng bỏ chồng bỏ con sang Tây Linh thì làm mấy đi mấy ngày liền là anh thấy vô lý. Đi mấy ngày rồi bắt đầu vợ quay về nói khoảng chuyện. Bao ngày? Khoảng 2-3 ngày cái vợ quay về nói chuyện cái. Ừ. Bắt đầu cái là vợ tìm cách đi nữa. Đi nữa bắt đầu cái là em mấy tiếp kéo vợ đi về nói chuyện nữa. Ừ. Nói chuyện nữa cái là con cái vợ nói nuôi nuôi vậy đó cho thăm nuôi. À, em có đồng ý cho bọn con đi lên đó luôn. Tại vì em giữ không được rồi năn nỉ không được. Bắt đầu vợ lên đó ngày sau vợ rồi điện thoại nó thứ ba em về làm đơn nha, thứ ba em về làm đơn đi hôn á, nên em ra giấy tờ em muốn chấp nhận luôn, cái ra ngoài người nhà hai bên nó năn nỉ vợ em để em siêu lòng, vợ em mới bắt đầu là chịu qua lại với em đó, bắt đầu về nhà rồi bà con vợ đó kế bên nhà vợ đó nấu cơm nước rồi ăn uống rồi mới chở đến đây rồi em chở đi ăn uống mua đồ đặt chặt linh tinh rồi đó tí xíu đó, rồi cái sáng người về hai chồng ngủ đến sáng lại rồi em chở đi ăn sáng xong là về đó. Em vô giặt đồ là vợ em nói vui kem rồi đi luôn đó. Bây giờ anh nói thẳng là bây giờ vợ em đã có ý định như này này rất khó có thể thay đổi được. Dạ. Đúng chưa? Cái thứ nhất là vợ làm đơn ly hôn rồi. Cái thứ hai ấy, là vợ em hiện nay là có thể là có một mối tình nào đó rất sâu đậm ở bên Tây Linh Trảng Bàng nào đó. Vì vậy vợ em mới dám bỏ chồng bỏ con đi mấy ngày liền để âu yếm với người ta. Có thể là như vậy đó, chứ không tự dưng là vợ em bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi qua Tây Linh nhỏ mấy ngày chi, ở với ai? Dạ. Thế hôm đó em về có mà em có hỏi em là vợ đi đâu? Vợ làm gì? Vợ ở với ai không? Dạ, nó nói, vợ cứ nói là tôi đi làm, tôi còn đi làm thôi à. Ừ, đi làm với ai? Nhưng mà không cho biết, tại vì mình cũng tin tưởng vợ mình nào, vợ tính tình ngay thẳng lắm. Ừ, ngay thẳng thì dạ mới như vậy, đúng chưa? Gọi là hai bên trước đây rất tin nhau, nhưng bây giờ vì lý do nào đó là em hai bên không tin nhau được nữa. Dạ. Em thì cũng không, vợ không tin em được. Đúng chưa? Em nói em hứa mà em không hứa em không thành công. Nhưng mà lần này em hứa em thay đổi thằng thật lòng luôn á. Dám chắc không? Chắc chắn 100% luôn, tất cả mà mọi người đều biết mà. Nhưng bây giờ em về em sẽ làm công việc gì đây? Thì em tìm vợ em về được đi rồi từ từ vợ chồng cũng nắp tình cảm lại mới tính chuyện đi làm. Bây giờ em phải biết rõ là cái người đàn ông kia có tới đâu. Em không biết gì người kia hết trơn luôn á. Phải tìm hiểu được cái người đàn ông kia là ai. Bây giờ vợ em không biết tin tức nữa, vòng con đi rồi mấy ngày nay là không ai biết tin tức luôn rồi. Con em chưa đi học đúng không? 4 tuổi chưa đi học. À, chưa, tính cho đi học mà vợ em bồng đi vậy rồi sao đi học, vợ em không tìm được luôn. Giờ gia đình em, người thân mà bên vợ có biết không? Biết hết nhưng mà không ai, vợ em nó cứ cắt liên lạc, không có bất cứ người nào là điện được hết trơn, bởi em mới lo. Nói chung không có cách nào để tìm được đúng không? Dạ. Vợ em đi rồi lúc bữa đi rồi nhắn tin lại mấy câu nói là từ đây thì, tôi bây giờ đi với con đi thì xa, không ai để ai tìm được hết. Ừ. Bởi vì em bây giờ lòng dạ em nó gối hết trơn à. Em chỉ trông chờ vợ em về. Vậy trong những ngày qua em tìm vợ những đâu rồi? Em chỉ đi vòng vòng của Bình Dương này nè, em tìm thôi chứ bây giờ mình anh em sao em biết đường đâu tìm. Vòng vòng Bình Dương vợ bây giờ qua Tây Linh sao tìm? Bởi vì nhiều khi đi tất cả mình là tỉnh nào em cũng không biết luôn. Phải có biết tin tức mình tìm mà không ai được liên lạc được, em bây giờ cũng vừa lo à. Đấy này thực sự rất khó cho em rồi. Dạ. Yeah. Bởi trong thời gian vừa qua ấy, là đồng ý là nhiều cô vợ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc nhưng mà vẫn đi theo với người khác. Yeah, yeah. Nhưng mà đây đặc biệt là em thì cái câu chuyện nó khác. Câu chuyện của em là do em gây lên. Yeah. Đúng chưa? Mình lỗi của mình đầu tiên. Đó, nếu mà em làm một cái công việc đó ổn định, yeah, kiếm tiền về đưa cho vợ. Đúng chưa? Thì nếu mà vợ đi thì mình còn xem xét lại. Đúng không? Nhưng đến giờ phút này là dù rằng như thế nào thì chẳng lẽ thì em cũng thực sự rất sai rồi. Bởi vì em mong vợ em về đó để em bù đắp chuộc lỗi lại. Em hứa vợ là rồi vừa hổm đó là vợ về sống với anh đi, anh sẽ thay đổi tất cả. Mọi chuyện lớn nhỏ em sẽ do vợ quyết định hết. Ừ. Mà vợ em đã siêu lòng rồi, tại sao lại bỏ em đi như vậy á?
Đấy, rất khó nhỉ. Tại vì em cũng tin tưởng vợ. Ba mẹ vợ hiện nay không không nói gì luôn. Dạ, ba mẹ vợ nói mà vợ em không có nghe. Mẹ vợ có khuyên không? Có, cũng là khuyên, ai cũng khuyên hết trơn mà không có nghe. Cứ cương quyết là bỏ đi không à, không không sống với em nữa. Vợ em có đem tiền bạc đi không? Hôm bữa đó thì vợ lãnh lương đó rồi được có triệu mấy đó, không biết vợ còn tiền nữa không thì không biết. Nhưng mà đi đóng tiền cái điện thoại người ta góp đó. Rồi em thấy vậy em cũng điện thoại của vợ đang xài đó, bởi có điện thoại mới đó, mua đi em cầm rồi, không tiền đó, lúc em lên nó cầm rồi. Thì em cầm đó, rồi em thấy gì em cho tiền vợ em để chuộc cái điện thoại ra nữa. Vợ em đi bằng xe gì? Đi thứ hai mẹ con, còn hai mẹ con đi ra là em không biết luôn đó, chỉ là mỗi người có một bộ đồ thôi. Yeah. Còn đồ đạc thì chắc còn ở trên phòng trọ ở trên Tây Ninh á. Này là vợ em có kế hoạch rồi, vẫn còn trọ Tây Ninh nữa. Dạ, rồi phòng trọ lúc đó là nó ở đó. Thế tại sao em không lên em kiểm tra? Em có biết ở chỗ nào đâu cho biết đâu mà kiểm tra. Rồi vậy là Tây Ninh nhà không phải ở một mình đâu. Dạ em biết. Vậy là vẫn còn đồ, vợ em đi công 3 4 ngày ở Tây Ninh đúng không? Trước đâu đúng không? Vâng. Không, lâu không? Trước đó thì ở cho nó cả chục ngày á. Ồ lại chục ngày tan nát tình đời rồi. Thì bởi vậy nhưng mà em không ngại cái gì hết trơn á, chỉ cần vợ em về được à. Nhưng bây giờ thì vợ em quyết tâm như vậy làm sao mà ấy được. Thì lúc đó em cũng nghĩ là vợ em nó đi làm chung với bạn với bè thôi, tại vợ em tính tình nào chứ ngay thẳng. Em tin tưởng vợ em dữ lắm. Nhưng mà đợt này vợ em đến giờ phút này thực sự em có mong muốn hối hận là mong muốn vợ quay trở về với em không? Em rất hối hận, rất muốn vợ em quay lại về với em. Em nói một điều nào đó cho vợ em thương cảm và vợ em suy nghĩ lại đi. Dạ, dạ, chồng đó hối hận chồng sai lắm, giờ nghĩ lại quay lại chồng đi. Dạ chồng tìm vợ khổ lắm, giờ quay về đi, từ về sau chồng hứa chồng đi sửa sai tất cả, không giờ để buồn vợ buồn một phút nào cả. Mong vợ người nghĩ lại quay lại với chồng đi, mình còn con đó mà. Dạ dạ chồng thà là mất tất cả chứ không chồng không muốn mất vợ đâu. Mong vợ xem video này á, rồi mình suy nghĩ lại, nghĩ cho chồng với các con của mình bây giờ. Chứ giờ này chồng đau khổ lắm. Bất cứ giá nào chồng phải tìm được cho vợ về mới được. Không có vợ sao chồng sống nổi. Bây giờ nếu mà anh em hiệp sĩ mình chưa mà tìm được ra, mà vợ em trong thời gian qua sống với người đàn ông khác ở Tây Linh á, ở phòng trọ, mà hiện nay vẫn đang ở trọ luôn, ở cùng với người ta luôn. Dạ. Yeah. Có bằng chứng luôn, em có tìm nữa không? Em vẫn tìm vợ em về, cho dù vợ em đã là người làm khổ vợ em trước, bây giờ vợ em bất cứ giá nào á, có sai trái gì cả nào em cũng chấp nhận, em cũng vẫn thương vợ em vẫn thương vợ em hơn lúc trước nữa. Trời ơi, vẫn chịu lỗi luôn hả? Dạ. Cho dù vợ em nói bây giờ bất cứ làm cái chuyện gì sai trái với em cũng không bao giờ để bụng hết, tại em mà vợ em mới làm gì, mong vợ bỏ qua cho chồng thôi. Em mà nào hôm nay đi từ đâu về đây? Em từ Đồng Tháp lên. Em cầm cả quần áo kia luôn hả? Dạ. Bỏ quần áo luôn. Dạ đúng rồi. Em xác định nhà đi bao nhiêu ngày đây mà cầm quần áo quá trời kia. Tại vì mấy anh em dưới nói thì đi lên đây nhờ anh đội hiệp sĩ của anh Hải đó, rồi ở đây để tin luôn chứ đi về rồi tới lui bài, rồi lúc đó có tin đi lên lâu lắm. Em xác định tính ở trên này để tin của mấy anh. Em cho anh hỏi là hiện nay em còn đứa con ở quê là ở mấy ai? Dạ ở với bà nội. Con em nó có hỏi thăm, nó có nói hỏi mẹ đi đâu không? Nó biết không? Nó biết cái trời à, tại bữa hổm cũng hứa trước mặt nó, vợ em hứa trước mặt nó là sống chung nó mừng lắm. Bây giờ nó nhắn tin lại, nó hỏi mẹ sao mẹ hứa mà bỏ qua cha mà giờ mẹ làm rồi mẹ đi nữa rồi. Nó cũng khóc ở nhà. Đang khóc hả? Dạ. Không biết học hành nó học nào nổi không nữa. Con em học lớp 5 hả? Dạ. Dạ ơi. Tội quá trời tội. Em là lỗi đầu tiên đó là chơi bời. Đó. Bây giờ mình chơi bời nó không có thắng được đâu em. Xã hội bây giờ em trai em hối hận lắm rồi. Chơi chỉ là đồ bịp bợm không à. Bây giờ tất cả bịp không à. Yeah. Anh em bà con cả bịp lẫn nhau mà. Nói gì em chơi những người mà hàng xóm đúng chưa? Những người bạn. Em bây giờ ước mơ của em chỉ cần đó. Chỉ cần có vợ em quay lại với em là tất cả mọi chuyện đó, lớn nhỏ thì em đều hứa hết. Em đều nghe lời vợ hết tất cả. Còn là bây giờ là hứa đúng không? Sửa sai đúng không? Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện mà một em trai hiện nay đã vấp rất nhiều lỗi lầm trong thời gian vừa qua. Đến giờ phút này vợ đã bỏ đi. Mà vợ bỏ đi là lần này lần thứ mấy rồi chứ không phải là một lần. Đó, lần trước thì vợ bỏ đi và quay về để ly hôn, nhưng vì lý do nào đó là vợ quyết định là ngưng cái cuộc ly hôn đó và quay trở về, không ngờ vợ về là vợ lại đi luôn. Đó, nhưng mà đến giờ phút này là theo thông tin em trai chia sẻ là vợ trước đây đã từng bỏ nhà đi hàng chục ngày qua là sống bên Tây Ninh ở một phòng trọ. Nhưng chưa biết là cái sự việc mà sống bên đó ở với ai. Anh em hiểu sĩ Bình Chương hiện nay thì chắc đã phải đang tìm hiểu để xác minh cái câu chuyện này xem thế nào.
nếu thực sự giúp em đến đâu thì anh em chị mình sẽ cố gắng để giúp em, mong muốn là gia đình em không đứng trước cái bờ vực thẳm nó gọi là tan vỡ này đó. Đến giờ phút này nếu hai vợ chồng mà bỏ nhau đi chăng nữa thì các con của em là khổ đau nhất, đúng không? Còn các em bây giờ khổ đau hai vợ chồng là chỉ một phần là thôi đó, rồi dù gì một thời gian sau thì ai cũng có vợ ai cũng có chồng, nhưng các con của em có thể là sẽ xa cách, mất mẹ hoặc mất cha, đó là thực sự rất tội nhất cho hai đứa trẻ. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai xem được video này biết được anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ cái thông tin hai mẹ con em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em tìm cách để khuyên em gái này quay trở về nhanh nhất có thể để hy vọng là cứu vãn được cái cuộc tình này. Em có mong cứu vãn cuộc tình này không? Dạ em rất là mong. Em có điều nào muốn nhờ các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội giúp em chia sẻ video này để tìm vợ không? Dạ, dạ em rất muốn tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, nếu có ai gặp vợ em á, thì nhắn qua dùm qua loại hiệp sĩ của anh Hải đó, để em mau tìm được vợ em về sống với em để nuôi hai đứa con nữa. Hôm nay em về đây chia sẻ cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương là cái câu chuyện của em chia sẻ hoàn toàn có đúng sự thật không? Dạ đúng sự thật. Nếu sai cái gì em cũng chịu chứ. Sai mà chịu trách nhiệm nhé. Dạ. Rồi. Hôm nay em có đồng ý cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin của em nên tìm vợ và tìm con lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ em đồng ý. Đồng ý. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, hy vọng là các cô chú anh chị thì hãy chia sẻ nhiều hơn nữa để giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương sớm tìm ra thông tin manh mối hai mẹ con em gái đang ở đâu. Nếu các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin manh mối của em gái cũng như một đứa trẻ này thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em tìm cách để khuyên giúp hai mẹ con quay trở về nhanh nhất có thể. Dạ cuối video này anh xin phép được thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, anh chúc em cùng với gia đình luôn mạnh khỏe. Hy vọng là trong những ngày tháng tới anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin vợ em nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, thì hiện nay cái cuộc trò chuyện này cũng không có dài, nhưng hôm nay là một ngày chủ nhật, còn rất nhiều các cô chú anh chị đang chờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ truyền tải thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để tìm người thân. Công Trần xin phép được kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.